Ui, một nốt đường. Tôi sửa nhá. Ví dụ bạn này nhá, lập sơ đồ chuyển trạng này. Ở đây bọn em bắt chước cô hơi quá đà, là ở đây người ta chỉ nói đặc tả đấy, quay lại cái đặc tả này. Người ta chỉ nói mỗi câu á, người dùng được phép gõ mật khẩu tối đa 3 lần, nếu gõ đúng sẽ được truy cập vào tài khoản, trường hợp có mật sai cả 3 lần máy sẽ nút thẻ. Đặc tả nó chỉ có như này thôi, nó sẽ không có thời gian, nó sẽ không có gọi là rút tiền, nó không có hóa đơn, nó không gì cả. Nên nó chỉ có mỗi thông tin là gõ mật khẩu tối đa 3 lần, gõ đúng sẽ được truy cập tài khoản. Thành ra nếu như bạn làm này về cái vụ thời gian cancel này thì là bị thừa nhá, sai này. Còn bắt đầu như này cô không biết bắt đầu từ đâu cả. Để với cả cái nữa ấy, thì nó tất cả mọi thứ nó phải gom về trạng thái kết thúc. Thế thì cái vụ đưa máy vào ATM chả hiểu sao nó lại hình vuông mà nó lại đi ra đây như này. Thế cô tưởng là đưa máy từ ATM mũi tên nó phải từ đây vào đây chứ, và đây nó phải là trạng thái bắt đầu này. Đáng ra nếu vẽ đẹp ấy thì trạng thái bắt đầu là một cái nút hình tròn đen nhỏ. Xong là kéo vào đây là đưa máy vào ATM này. Và trạng thái này cũng không nên là trạng thái made, mà trạng thái gọi là welcome hay cái gì đó. Đúng không? Đấy này, cũng không có khái niệm cancel, mà đây họ bảo là chỉ nhập 3 lần. Nên cái chỗ cancel này có nghĩa là cũng không hợp lý. Có nhập path nhá. Em này em nhìn này. Nếu như này thì đi theo từ cái trạng thái này thì mình có thể đi theo cả hai cái đường này đều là nhập path, mình không biết đi theo đường nào cả. Nên đáng ra ở đây bọn em phải bổ sung thêm cái event là nhập path đúng và nhập path sai. Đấy, thì nhập path đúng, nhập path sai thì cái action tương ứng của nó là đăng nhập vào hệ thống hoặc là nuốt thẻ hay gì đó. Thì còn trạng thái đây là trạng thái ấy, này là đúng này, đã đăng nhập, thẻ đã bị nút chẳng hạn. Đấy thì như thế nó rõ ràng hơn. Với cả như này bạn ấy không thể hiện được cái vụ gọi là ba ba lần, cái này không được. Thì sang vẽ như này ấy, thì nó sẽ chuẩn hơn. Bạn này cô thấy vẽ chuẩn, chỉ thiếu mỗi cái là không có trạng thái bắt đầu và trạng thái kết thúc nhá. Xem lại trong cái video kia nó có cái phần trạng thái bắt đầu là một cái hình tròn đặc ấy, và trạng thái kết thúc là hình tròn đặc nhưng mà có viền. Thì nhớ một điều, tất cả các hình tròn ấy thì nó phải là trạng thái, không được phép là động từ. Những cái động từ hoặc là những cái điều kiện chuyển trạng, là những cái event hoặc là action ấy, là bọn em thể hiện ở các cái mũi tên. Thế lúc đầu là từ đưa đưa thẻ vào này và nhập mật khẩu, có lẽ là em để ở đây luôn nhá. Còn đây là kiểu ở trạng thái gọi là đăng nhập hay gì đó, hoặc là kiểu đã vào hệ thống chẳng hạn, kiểu kiểu như vậy, chứ không phải nhập. Đây nó là động từ mất rồi. Đây này, đây mới là nhập mật khẩu. À đây, nhập mật khẩu đây nhá. Đã vào hệ thống này, sau nhập mật khẩu này, sau lần gõ thứ nhất, cái này rất là tốt này. Nhập mật khẩu nhá, ở lần gõ thứ nhất này. Nếu mật khẩu đúng thì là truy cập tài khoản. Đây, cái event này, cái sự kiện này của bạn ấy và, viết và cái điều kiện là viết hợp lý này. Còn nếu mật khẩu khẩu sai thì sang lần gõ thứ hai. Nếu mật khẩu đúng thì lại được truy cập, còn mật khẩu sai sang lần gõ thứ ba. Mật khẩu đúng được truy cập và mật khẩu sai thì ở cái trạng thái nuốt thẻ, em đánh ra ở cái chỗ mật khẩu sai em phải ghi như này. Đấy. Và cái trạng thái nuốt thẻ kia ấy, em sửa lại thành thẻ bị nuốt. Tương tự như vậy, cái phần mật khẩu đúng sẽ là truy cập vào tài khoản. Viết đúng như này luôn, có cái dấu gạch ngang ấy, mật khẩu đúng là cái điều kiện, còn truy cập vào tài khoản là cái action của mình. Và như vậy thì cái truy cập tài khoản em sẽ sửa thành ấy, đã truy cập vào tài khoản. Được chưa? Thì như thế thì nó sẽ đúng hơn. Dù sao bạn này vẽ nó vẫn có đường có hướng. Mình chỉ cần sửa một chút thôi là được. Rồi, xem bạn ý xác định các cái đường chạy như nào nhé. Để phủ cấp 4 ở đây thì bọn em sẽ thấy là
mình sẽ có một cái đường chạy đầu tiên ấy là gõ cái đúng luôn, đúng không? Đường chạy thứ hai là gõ 2 lần mới đúng. Đường chạy thứ ba là gõ 3 lần mới đúng. Và đường chạy cuối cùng là bị nốt thẻ. Đấy, ra như ở đây bạn xác định 4 đường chạy là rất là hợp lý rồi. Sau đó viết test case tương ứng. Thì viết test case, cái cách viết test case này thì bọn em, cô đã dạy bọn em phần viết test case rồi, thì bọn em nên viết theo chuẩn, lập bảng các thứ ra nhìn nó hợp lý hơn. Xong cứ một bên ấy là những cái action và một bên ấy thì nó sẽ là cái expected result. Chia 3 cột đúng không? Nhập mật khẩu này thì cái expected result này, sau tiếp theo phải lập cái bảng tiếp nhé. Nhập mật khẩu này, expected result đăng nhập thành công, kiểu kiểu thế, phải lập một cái bảng ra có mô tả test case viết cho cẩn thận. Đấy, nhưng mà dù sao cách viết của bạn này là cũng 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 tạm được. Và expected result này sẽ là gì đấy? Mật khẩu cái gì đấy thì sửa lại cái này nhìn cho nó chuyên nghiệp một chút, nhưng mà bạn làm này có nghĩa là cũng cũng tạm tạm ổn nhé. Cô nghĩ là công sửa lại cái hình này theo comment của cô nhé. Cái nhập mật khẩu nhớ tất cả những cái động từ hành động em cho ra ngoài nhé, còn chỗ này nó chỉ là được trạng thái đã vào hệ thống cái gì đó chẳng hạn. Sau đó là em push lên cái comment này của cho cả lớp để cho các bạn tham khảo nhá. Rồi, một bạn nữa xem ấy thì có một cái cách, nhược điểm của cách làm này ấy, là với 3 lần thì bạn ấy phải vẽ 3 trạng thái. Thế lỡ bài này ấy, mà nó chuyển sang cô bảo là cho nhập tối đa 10 lần ấy, thì vẽ hình như thế nó sẽ rất là buồn cười, đúng không? Nên trong trường hợp mà làm nhiều lần ý, thì có thể chúng ta sẽ sử dụng vòng lặp bằng một cách nào đó, đếm như nào đó. Nhưng ví dụ bạn ấy vẽ như này thì là không nên. Tại vì làm sao biết lặp lại 3 lần? Lặp cái gì lại 3 lần? Hả? Mình không không rõ đúng không? Ra viết như này cũng sẽ không không hợp lý này. Cũng không nhìn thấy nút bắt đầu này. Kiểm tra mật khẩu nó lại là hành động ở đây không được. Nhá. Nhập mật khẩu và như nào đấy, hoặc là kiểm tra mật khẩu đúng gì đấy để ra ngoài nhé. Mật khẩu đúng sang đây, mật khẩu sai sang đây. Cái vụ lặp lại 3 lần này không được. Có bạn nào mà vẽ theo kiểu vòng lặp không? Để cô chữa một bài mẫu. Cô cứ tưởng bạn ý làm vòng lặp, cô định chữa bài mẫu cho các bạn tham khảo. Ông nào còn chơi tông màu tím này. Cái này sai bét nhá, cái này sai. Có lẽ là bạn 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 gì đấy, Nguyễn Chí Công sửa lại xong comment lên kia cho các bạn nhá. Bài kia cô không thèm sửa nữa. Như thế nào nó phải uốn 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 này thì nhìn mới có vẻ là hợp lý này. Thanh niên này có vẻ cái này không được nhá. Đây em nhìn thấy này, sao lại chạy sang đây, chạy sang đây là đâu, nó phải có trạng thái chứ, nó đi sang hư vô à, đúng không? Nguyễn Dương Nguyễn này, nó đi sang hư vô à, Nguyễn Hải Dương, đúng không? Nó phải có một cái gì đấy chứ. Với cả nhắc lại nhá, bọn em toàn bộ nhầm hết nhá, tất cả là trạng thái, không được là động từ, bọn em đang để là động từ hết, thấy chưa? Phải là gì đó, từ chối truy cập, vòng lại. Cô đồng ý cái việc vòng lại này, cô rất muốn có một đứa nào đấy làm như thế để cô chữa, nhưng mà cái vụ mật khẩu sai lần một, mật khẩu sai lần hai là không được nhá. Thì đáng ra em phải có một cái biến đếm, giống như là trong cái ví dụ mẫu kia nó có một cái biến đếm thời gian ấy, mỗi lần mật khẩu sai ấy, thì em phải tăng cái biến đếm đấy lên. Dương hiểu không? Đáng ra ngay từ lúc bắt đầu nhập mật khẩu ấy, thì mình phải khởi tạo ngay từ lúc bắt đầu này. Đầu tiên là đút thẻ vào ấy, phải khởi tạo cái biến đếm của nó là bằng không. Một lần nhập mật khẩu là à, xin lỗi, một lần sai mật khẩu tăng biến đếm đấy lên một nhá. Thì như vậy là chúng ta sẽ biết là sau 3 lần ấy, thì mình mới có cái này nhá. Mỗi lần sai cộng lên thì sau đó mới mật khẩu sai 3 lần ra đây. Còn chỗ này nó phải ghi rõ, nếu mật khẩu sai nhỏ hơn 3 lần thì quay lại đây, hiểu chưa? Đấy, thì cái đấy bọn em phải sửa lại cái trạng thái này sai nhá.
trạng thái ký hiệu này đây là trạng thái bắt đầu, còn trạng thái kết thúc nó phải có một cái viền tròn bao quanh nữa, được chưa? Bạn theo mấy bằng Word thì không có. Không, Word có, chẳng qua là bọn em chưa đủ kiên nhẫn để tìm nó thôi. Thử chữa một bài giấy nhá. Em giống thầy Hùng nhỉ? Đây, đấy, có bây giờ đúng không? Lần thứ nhất incorrect, lần thứ hai incorrect, lần thứ ba nuốt thẻ correct ra đây. Chả hiểu cái gì lần thứ nhất. Đúng không? Được truy cập nuốt thẻ. Thực ra bạn vẽ như này khá là đúng rồi đấy, nhưng mà cô muốn bạn ấy bổ sung thêm cho cô những cái action gì đấy. Nhập thẻ chẳng hạn, gì đó, hoặc là correct thì truy cập chẳng hạn, hoặc là đây nuốt thẻ đây không được, nuốt thẻ ở đây, đây phải thành là thẻ bị nuốt nhá. Như này cũng được. Với cả yêu cầu của cô là phải dựng giống như là của bạn ở đây này, phải dựng cả cái đường chạy này, phải dựng cả đường chạy này và viết test case này, các kiểu nhá. Xem nốt của bài Trịnh Văn Tuấn nhá. Đây có phải là Trịnh Tuấn Trịnh Văn không? Đây, Tuấn Trịnh Văn đúng không? Ông nhập mật khẩu này. Cái này quay lại trạng thái bắt đầu luôn à? Đã kiểm tra mật khẩu này. Kiểm tra mật khẩu là đúng, đã đăng nhập, ok đồng ý. Một cái này. Kiểm tra mật khẩu là sai. Đây này, cái này cô như cô nói này. Ở đây là em đang định có một cái đã gì? Đã thực hiện nút thẻ. Cái này nó phải quay lại đây đúng không? Nhưng cô nghĩ là nó không quay lại cái điểm start đâu. Cái start nó chỉ có một cái mũi tên là đi ra khỏi nó không mũi tên đi vào. Nhá, giống như là cái kết thúc chỉ có mũi tên đi đến nó chứ không mũi tên đi ra. Nên là em phải quay lại cái hoặc là em phải bổ sung một cái trạng thái đã vào hệ thống gì đấy xong rồi quay lại đúng cái đoạn đấy. Nhá, Tuấn nhá. Còn cái nữa ấy, cái bổ sung chỗ này ấy thì cái lúc đầu của em ấy, em bổ sung cho cô từ đầu nhá, bổ sung biến là đếm chẳng hạn, biến đếm mà lúc đầu khởi tạo nó bằng không nhá, mỗi lần kiểm tra mật khẩu là sai em bổ sung cho cô thêm cái biến đếm cộng cộng, thấy chưa? Và cái cuối cùng ấy, cái nhập sai trên 3 lần ý, thì em sẽ thay đổi thành, em sẽ đổi thành cho cô là đếm lớn hơn hoặc bằng 3. Đấy thì tương tự như vậy, nhập sai mật khẩu chưa quá 3 lần thì em sẽ đổi lại thành đếm nhỏ hơn 3. Tại sao có đêm cái thành đếm nhỉ? Cái máy này ghét thật. Hiểu chưa? Tuấn? Ok. Cô nghĩ là cô dừng chữa bài ở đây. Nhá, cô bảo chữa nốt bài này thôi thì bọn em cũng có thể tham khảo cái cách chữa. Bạn Công bạn vừa up bài lên ấy thì xem nào. Yên cô xem Hồng Phúc có cái phải làm theo kiểu... Phúc có làm theo kiểu vòng lọc không em? Nếu như Phúc làm theo kiểu vòng lặp thì cô sẽ chữa mẫu cho các bạn, còn nếu không thì thôi. Đây, em cũng bị giống bạn ý nhá. Nhập mã pin này, đã xác thực này, nhập đúng, đã chấp nhận, ok, kết thúc. Khiếp, mày vẽ bằng pen à, nhìn ghê thế, nhìn run run rẩy rẩy. Đã nhập sai này, đếm số lần này, đây là cái vụ đếm số lần em bổ sung biến đếm kiểu như là của bạn lúc nãy nhá. Hiểu chưa? Dù của bạn Tuấn lúc nãy em bổ sung thêm cho cô ngay từ đầu em có đếm này. Cái vụ đếm số lần này em cộng luôn cái biến đếm lên cho cô nhá. Nhập sai này. Thì đã nhập sai thì đếm số lần này em thay vì đếm số lần em đếm cộng cộng. Sao lại đã nhận thẻ? À nhận thẻ.
Ơ sao lại sang thoát? Không có cái vụ này nhá. Ông lại chế thêm vào rồi đặc tả không có. Nhập mã pin này. À, thế cái vụ mà quay lại để đếm số lần này ấy, thì có lẽ là đếm từ đây đi. Đếm từ số này nhá. Xong là đếm ở đây lớn hơn bằng 3. Lớn hơn hoặc bằng 3 chứ nhỉ? Đừng nhập sai mấy lần được, cô quên bố mất rồi. Thế thì bọn em kiểm soát cái biếm đấy. Còn nếu không thì chỗ này nó phải có điều kiện. Lớn hơn 3 quay sang đây, còn nhỏ hơn 3 quay sang đây. Còn nếu như mà em vẽ như này, nó sẽ dẫn tới một cái vấn đề. Nếu như mà số lần nhập của em lớn hơn 3 thì em đi theo được cả hai chiều. Hiểu chưa? Phúc hiểu không? Phúc mà em, cô nghĩ là em làm ấy thì cô cũng thích cái kiểu hình vẽ này của em. Nó sẽ đáp ứng được trong trường hợp mà lặp N lần. Thế thì em cố gắng em sửa lại xong em up bài cho các bạn nhé. Được rồi. Ok, thank you các bạn. Có muốn nghỉ giải lao một tí không hay là cày tiếp luôn cho hoành tráng? Có nghỉ quá. Thế thì đến 17 giờ